Chào mừng tất cả quý vị khán giả. Hôm nay trời chiều nó ấm lên chút, năm mấy độ, 56 độ. Chở con bé gái của mình nó đi học thêm sức ở nhà thờ. Rồi sẵn cái mình chạy lại tiệm lô luôn nè. Thử coi hôm nay nó có sale chậu gì rẻ không, mua để dành cho mùa tới. Thường mấy cái mùa này là nó sale chậu, sale cây đồ rẻ lắm. Cây mà chắc hết rồi, cây bông hoa chắc hết rồi. Nhưng mà mình vô mình kiếm thử coi có mấy cái chậu không. Hôm qua mình cũng có ghé chỗ tiệm lô kia mình coi thì mình mua được bốn cái chậu to, thật to bự. Nó bằng mũ nhưng mà cứng lắm, mà nó bán 6 đồng mấy cái à. Với lại mấy cái miếng lót bằng mũ dày mà để lót mấy cái chậu cây trong nhà đó, thì mình mua qua được bốn cái chậu với hai cái miếng đó rồi. Hôm nay mình trở lại cái tiệm lô ở gần nhà này, mình vô mình coi nó có bán sale cái gì nữa không nha. Bây giờ mình đang lái xe mình đi nè. Bây giờ mình đang quẹo vô cái chợ lô. Trong này nó có chợ lô, chợ mát. Đi từ lô xem cơ có gì. Trời bữa nay rất là đẹp. Buổi sáng thì rất là lạnh nhưng mà giờ này thì nó ấm lên rồi. Mình đậu xe bên đây, gạt ra tính tiền mà này. Cây ở đằng kia nhưng mà lát phải ra đây tính tiền. Đây tiệm lô, mình chắc cũng không mua gì nhiều, thôi đậu xe ở đây đi. Đường là bên kia bây giờ nó không có tính tiền nữa, bên chỗ ga đình nó không có tính tiền bên đó nữa. Vô mùa bán những cái đồ Noel đẹp quá chuẩn bị cho Noel, con còng quá đẹp. Cái con còng này quá đẹp luôn, 64 đồng mua con còng này được đó. Con còng quá đẹp luôn. Con công này đẹp. Đây 64 đồng. Ồ, cây Noel quá trời luôn rồi. 178, 198, 100 mấy không? 200 mấy. Mấy cây này 200 mấy. Cây này 300 mấy nè. Chưa có nhiều không nhưng mà cũng đẹp. Cái cây màu trắng này đẹp nhưng mà tới 388. Cây màu trắng này đẹp quá. Bây giờ mình đi vô cái khu này mình xem coi nó có sale chậu không. Chậu đằng kia tiệm lô với kia hôm qua mình thấy nó sale nhiều lắm, ở đây không thấy dán giấy vàng ta. Đây cái này 10 đồng, mình sẽ 10 đồng. Rồi gió hơi mát mát. Cái to dưới này 21 đồng, 49 còn 21. Cái nhỏ nhỏ này thì 1 đồng, 2 đồng. Cái này 3 đồng mấy nè, tiếng lót lắm nè.
lắp này nó chắc lắm rồi đó, mình không biết mình mua mấy cái miếng màu trắng nhỏ nhỏ mỏng về nó hư, nó nứt, đổ nước vô mạnh cái nên nó lủng nứt. Giờ mình mặc cao khoác không có mặc cao lạnh, giờ nó lạnh quá đó. Không thấy sale nhiều. Tôi đây coi mấy cái này chậu vuông 11 đồng, 14 đồng, còn 11 đồng cũng không rẻ, sale nhiều. Chậu kia hôm qua mình mua được 4 cái chậu bự giống dưới này nè, mà có cái có 6 đồng. Để lát mình dùm quay cho mọi người xem cái này, chậu này 11, nó sale 1 đồng, 15 còn 11 đồng. Ở đây sale ít quá nè, miếng này 2 đồng, chắc lát mua thêm mấy miếng này quá, lát mua 2-3 miếng đó đi. Cái này nó chắc trắng 4 đồng mà còn 2 đồng 50 ớt cũng được. Cái bự này, cái bự này hai mấy này, hai nhỏ đây, để mình lắp mình coi lại cái mã số của nó đây. Chỗ này có 4 đồng nữa này. Mấy cái đó nhỏ quá. Miếng bự này 3 đồng, qua mình mua 397 hôm qua mình mua hết 2 miếng này. Cái bự đó mình không cần nhiều. Cái lớn này nó cũng 2 đồng 57, cái nhỏ cũng 2 đồng 57, cái nhỏ này cũng 2 đồng 57. Nhưng mà cái tại nó cần bự nhỏ, chủ yếu để mình trồng ở nhà cái loại nào vừa, mình lấy 2 cái lớn đó thêm mấy cái nhỏ nữa cái khi cần xài. Cái có 2 đồng, chắc lấy 5 cái nhỏ quá. Mình đi ngang đây mình thấy 2 cái trái bí này ngộ quá, nó bị gì không biết, người ta mua hết những cái trái này nó bị gì người ta chừa lại luôn. Qua Halloween này, cái tên của nó, mấy trái này thì nó xấu không nói, mấy trái này mất cửa quá, nó bị giống như bị rẻ. Cái này 10 đồng, đẹp quá, nó bằng mũ nhưng mà nó làm hoa văn rất là đẹp. Chậu này mà trưng bông hoa cũng đẹp lắm. 10 đồng cái chậu này đẹp, hoa văn của nó rất là đẹp. Cái gì dừa, medium 8 đồng, nhỏ bên đây 6 đồng, có 2 màu. Chậu đẹp á, Hitmod này là cái rêu á, rêu biển. Cái này trồng cây cũng tốt lắm, pha với lại đất trồng cây cũng tốt lắm. Cái bịch này để mình coi coi nó bán bao nhiêu đây. 11 đồng 98. Chắc nguồn cái quá. Đây, mấy cái cục gạch vuông này nè mọi người, mình để mình tấn mình, bỏ dán vô mình làm cái đồ mình trồng rau rồi đó. Hôm nay nó bán có 2 đồng 98 nè. Đây cái hình của nó nè, để mình quay cho mọi người xem nè. Cái này cũng tiện lắm đó, chỗ sân cỏ mình kêu mình muốn làm 2-3 tầng cũng được nè đó, nó có cái hình nè, 1 tầng 2 tầng ha, làm 2-3 góc, cái nào mình muốn làm theo cái nào cũng được, tùy ý mình. Đó, đây nè, có cái hình nè. Đó, cái tên của nó nè. Planter Block Easy. Đó, đây nó có làm một cái sample sẵn cho mình coi nè. Đó. Dán cái này nè. Dán lót trên, dán giót đây. Có mấy cái kẻ này chứ mình thả nó vô rồi mình bắt đinh lên phía trên thôi. Đó, có 2 đồng mấy một cục thôi mọi người. Chỉ cần 4 cục rồi mình thả cây vô là mình làm được một cái khung. Bữa trước mình mua mấy cái gạch này nè, sẵn đây mình quay cho mọi người xem luôn. Mùa tới bạn nào có mua thì mua, hoặc là mua bây giờ cũng được, 3 đồng một cục thôi. Đây. Mấy cái bét này 2 đồng 88.
Mua về đựng lá cây, quẹt lá cây hốt vô đựng. Một bát gì là mấy cái không biết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái. 10 cái 2 đồng cũng ok. Được. Mua về đựng lá cây. Này có cái chuồng gió. Cái này nó 29 đô còn lại 7 đô mấy á. Chắc mua một cái rồi treo cho nó kia tan 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 cho. Không, bên đây 13 là mấy nữa để coi cả hai cái nào. Cái này nó to hơn cái gì. Màu đen. Màu nào cũng được, lấy cái 7 đồng mấy này đi. Mình xin giới thiệu với mọi người, đây là cái gốc của cái dây lá mơ. Gốc rất là tốt luôn, nó bò quá trời dây luôn mà nó héo hết trơn. Mình tính hái mà hái không kịp, nó héo hư lá hết, héo queo hết, không có hái kịp. Bữa nay mình ráng mình tranh thủ mình lạnh, tại vì từng tới chủ nhật là mình thấy nó để dự báo thời tiết là có tiết rồi, cho nên bây giờ mình phải cắt nó xuống một khúc vậy nè, chừa cái gốc bự lại một khúc, xong mình phủ cái gom lên để mình đậy nó lại, năm sau cho nó lên lại. Có mấy người bạn cũng đã làm rồi và chỉ lại cho mình, đây là lần đầu mình làm cho nên mình cũng chia sẻ với mọi người, khỏi mất công mình bứng nó ra vô á, đào này lên cũng mệt lắm, không phải cái chậu thật to mà đem vô nhà nó cũng không có tốt lắm. Người bạn năm rồi để trong nhà từ từ tới cuối mùa nó héo queo hết trơn, nó còn có mấy lá rồi mắc kinh ra kinh vô, cho nên mình để nó ngoài này đi, chắc mình nghĩ là nó sống tại cái gốc này rất là to. Đó, mình sẽ tủ gom lên rồi mình đậy nó lại, lấy thùng mướp mình đậy nó lại. Đây cái gom mình mua ở Home Depot, Hello gì nó cũng có bán hết. Cái này cái gom của mấy cái cỏ, cái lúa gì đó, chắc lúa mì quá. Nó mình thấy nó bán cuộn cuộn như là mấy cái gô nè. Mình mua mình để dành hồi trước rồi, bữa nay mình đậy nó lại với lại đậy mấy cái rau ở trong cái greenhouse, mấy cái nào mình cần á mình tủ nó lên thử coi nó lên không. Bây giờ đây là cái thùng mướp đó, mình muốn lấy cái thùng mướp để cho nó giữ ấm á, cho nên mình lấy thùng mướp mình chùm lên coi nó sao. Bây giờ mình đậy nó lại nha mọi người, bây giờ mình tiến hành mình tủ gom nó lên. Nó bò ra đây, gốc ra từ đây tùm lum hết nè, bò nhảy rễ ra vòng vòng đây, mình nghĩ là chắc ok. Đó, bây giờ mình sẽ đẩy nó lại, mình tủ này lên cho nó giữ ấm, xong đẩy xuống bên này hết. Mình làm gì để cho nó ấm, nó có đủ cái độ ấm để mà mình giữ nó cho nó mùa sau. Cái đất nó ấm là ok à. Nhiều chút đi. Tại mình chùm cái thùng mướp lên mà. Đó, xung quanh này nữa đi. Cái này năm tới làm phân luôn. Đó, mình nghĩ nhiều chắc được rồi. Bây giờ mình chùm cái thùng mướp này lên vậy nè. Cho nó gọn gọn vô trong cái thùng mướp này. Lấy đầu mình tấn lại để không thời gió nó bay. Kiếm cái gì nặng nặng tấn nó lên mới rồi. Bây giờ mình lấy cái greenhouse này, miếng cao su greenhouse này mình chùm nó lên xung quanh nó đi cho nó chắc ăn. Làm vườn ở xứ lạnh này rất là chán đó mọi người.
chùm xung quanh cái chân nó chút nữa. Mình lấy gạch lấy gì mình tấn xung quanh nó chút. Thì đây là chắc hơn. Ở phía trên này mình lấy cái cục gạch bự này mình tấn nó là cho nó giữ đựng cái gió bay đó. Chắc ăn, cái này là chắc ăn luôn. Đó, xung quanh này mình kiếm gạch nhỏ mình tấn nó. Xong được cái cây lá mơ. Bây giờ mình đi kiếm gạch nhỏ mình tấn nó. Xung quanh đừng cho gió nó bay. Đó, tấn gạch lên. Gió khỏi bay. Mình nghĩ gì là nó ok lắm rồi. Gọn gọn rồi cho nó đẹp đẹp. À, giúp cá non quá trời luôn, bây giờ gục ngã hết. Từng tới có tiếc rồi. Đây, xong được cái lá mờ của mình. À, có cô kia nói đẩy cái góc độ gồng nó cũng 5-6 lên lại nữa, nhưng mà mình có được một dây rồi, còn một dây 3 tháng rồi, không biết cái dây nào còn lại, mấy cái dây 6 tháng không kịp bỏ luôn. Xong được một cái cho đậu gồng rồi. Trời trưa này nó ấm lên chút xíu. Coi qua này giáp cá của mình nè mọi người. Cái tội dễ sợ luôn. Nó héo hết rồi. Để mình thử mình cắt xác nó coi nó mọc khác lên không ta. Để đi lấy cái kéo cắt thử coi. Mà ngày mai ngày mốt gì nó cũng lạnh nó xuống nữa. Nếu mà nó ấm được gì là nó sẽ lên lại đó. Quá trời uống luôn. Chết tức tử. Đó, nó đang lún lên còn xanh dần. Héo ha. Cái này thì mình không cần đậy hết, tự năm tới nó lên, nhưng mà thấy uống quá trời, nó đang tươi tốt. Cắt mấy cái thú này đi. Cái héo này thử coi nó có, nếu mà nó ấm được vài ngày là nó lú lên, mà ăn không kịp đâu. Thử thôi. Đây nè, còn xanh mấy đọt. Rồi xong một cái. Bây giờ tranh thủ đi đào cái cây ớt này lên mà chưa kiếm chậu nữa. Bây giờ cắt cành cái cây ớt này. Kiếm chậu bỏ cây ớt này vô, tại cây ớt này nó tốt lắm.